Kính thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu, thơ ca không chỉ là món ăn di dưỡng tinh thần, là thú vui cao nhã, mà nó còn là thần dược của những người làm thơ và những người yêu thơ. Có một bài thơ khiến tôi rung động về tình yêu bình dị. Tôi đã ngỡ như nó chính là thần dược hạnh phúc. Đó là một bài thơ khoán thù của tác giả Nguyễn Thị Bích Nụ với tựa đề Có một điều làm em rất lạ, khi nghĩ về anh gian khổ cứ vơi dần. Và sau đây, xin trân trọng mời các bạn thưởng thức bài thơ qua lời bình của nhà thơ Lê Hoài Phương, nhóm Lục Nương Đất Tổ. Có lẽ trong làng thơ Facebook không mấy ai là không biết khi nhắc đến tên chị. Hình ảnh quá đỗi gần gũi và thân thương của chị đã để lại dấu ấn rất đặc biệt trong lòng bạn bè thi hữu. Cặp đôi Hùng Nụ thường vác tay nhau đến các hội thơ, làm cho bao người yêu mến, kính nể và ngưỡng mộ. Hạnh phúc ngời đêm trong mắt chị, có lẽ cũng vì vậy nên đã ở tuổi thất thập mà trông chị còn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Và đặc biệt là thơ của chị luôn trẻ mãi với thời gian. Đến với bài thơ hay của chị, với hai câu khoán thù đã làm cho tôi say sưa suốt một thời gian dài. Cái tình, cái âm hưởng của hai câu thơ này cứ níu kéo và thôi thúc tôi phải viết một điều gì đó. Tôi cũng đã từng viết về một bài thơ hạnh phúc. Mỗi người đều có quan niệm về hạnh phúc của riêng mình. Còn chị, hạnh phúc của chị chỉ như thế này thôi. Có một điều làm em rất lạ, khi nghĩ về anh gian khổ cứ vơi dần. Mới chỉ nghĩ thôi, chỉ cần nghĩ về anh tôi là gian khổ cứ vơi dần. Một câu thơ tưởng chừng như đơn giản, tưởng chừng như nhẹ nhàng ấy lại chứa đựng tất cả. Chỉ có tình yêu đích thực, biết hy sinh và gìn giữ mới có thể thốt nên được lời thơ nhẹ nhàng đến mức không tưởng như vậy. Một bài thơ bát ngôn khoán thủ mà hai câu khoán lại 7, 9, đọc lên có cảm giác như nó mênh mang lắm, mênh mang những cái chiều dài của thời gian, của đời người thăng thẳm giữa không gian mà khó diễn đạt. Chỉ có tình cô đọng lại trong từng câu chữ. Những bài thơ khoán thủ thường là như vậy. Khi tác giả muốn diễn đạt một điều gì đó, thì mỗi từ trong câu khoán là một nát cắt. Có những ngày ôm ấp người nhớ thương, một khoảng trời riêng thu vàng nắng đẹp. Điều mong muốn cứ chập chờn theo dệt, làm trong tâm ra diết đoạn thơ tình. Thơ của một nhà thơ tuổi 73 đây ư? Các nhà thơ đình nổi tiếng như Xuân Diệu, Hà Mặc Tử, Xuân Quỳnh viết thơ tình khi bao nhiêu tuổi nhỉ? Sao chị tôi lại có thể nồng nàn ra diết đến như vậy? Có những ngày ôm ấp gọi nhớ thương, khoảng trời riêng ấy, mùa thu vàng ấy, điều mong muốn ấy đẹp lắm. Để rồi tâm hồn nhà thơ có bay lên hồn nhiên trong trắng, tinh khiết vô cùng, làm trong tâm ra diết đoạn thơ tình. Thế rồi những kỷ niệm, những hồi ức cứ như một cuốn phim quay nhanh.
sâu lắm mà bóng hình hòa quyện. Lạ buổi ấy cô đến nơi hò hẹn, khi áp gần bẽn lẽn mãi nụ hôn. Nghĩ càng mong đôi lứa được chung đường, về với nhau mộc hương ta chia sẻ. Anh nâng niu đóa hoa hồng diễm lệ, gian lao nào có thể cách xa nhau. Để có được một bài thơ hay hôm nay, chỉ đã không bao nỗi nhớ. Cách cảm xúc mà đi suốt cả đời người, chỉ vẫn luôn gìn giữ. Là buổi ấy cứ đến nơi hò hẹn, khi áp gần bên hẹn mãi nụ hôn. Hai câu thơ mà bất cứ đôi tình nhân nào cũng mơ ước, nhưng để giữ cho được gần suốt cả cuộc đời. Và hôm nay chỉ vẫn thốt lên là buổi ấy bên hẹn nụ hôn. Trong chiều như một cô gái tuổi 18 đôi mươi vậy, thật đáng trân trọng biết nhường nào. Có phải chị đã may mắn khi tìm được một nửa đích thực của đời mình? Anh nâng niu đóa hồng diễm lệ, gian lao nào có thể cách xa nhau. Và ước mơ ấy đã thành hiện thực, để sau mấy chục năm anh chị vẫn hạnh phúc bên nhau, cùng con cháu cùng nắm tay nhau đi trên mọi cung đường, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trên đường đời không ít thác hoành. Ông cha ta vẫn thường dặn con cháu tương kính như tân. Chỉ may mắn hay tôn chỉ, tương kính như tân đã đem lại cho chị một gia đình hạnh phúc viên mãn trong cuộc đời. Và khổ thơ cuối đã cho ta thấy rõ hơn điều này. Khổ cực gì cũng vượt được qua mau, cứ tùy chung với tình sâu nghĩa nặng, vơi đi mọi bon chen trong cuộc sống, dần an hòa hạnh phúc thắm tình ta. Đúng rồi, cứ thủy chung cứ tình sâu nghĩa nặng, sẽ vơi đi mọi bon chen, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, sẽ an hòa, phải không chị? Được quen biết chị từ hồi thơ tình thơ Tây Bắc, thường ngày đọc thơ của chị tôi vẫn thường thắc mắc, tại sao các chị viết thơ tình hay đến vậy. Đã 3 năm rồi ngày càng hiểu thêm về chị, cái tình, cái nghĩa, tình quê, tình vợ chồng, tình anh em bè bạn đã thấm đẫm vào thơ chị, để trong thơ chị luôn đầy yêu thương. Cho đi để nhận lại, vật chất tiền tài nào rồi cũng trở thành hư vô, chỉ còn cái tình sẽ sống mãi với thời gian. Một bài thơ bát ngôn khoán thủ, không có cầu kỳ về nghệ thuật xếp chữ, nhưng cái tình trong đó cứ đầy ắp, cứ tuôn trào, mà khi đọc tôi cứ có cảm giác nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng. Đời người đã có mấy ai không trải qua những cung bậc thăng trầm, chỉ cũng vậy, cũng gian lao, cũng cực khổ giữa đời thường, với cơm áo gạo tiền, với muôn vàn thứ mà cuộc sống thời bao cấp thiếu thốn đủ bề bắt ta phải trải qua. Chỉ luôn lạc quan yêu đời, bởi chỉ cần nghĩ đến anh là gian khổ cứ vơi dần. Tình yêu thật kỳ diệu biết bao. Chị đã biết gìn giữ, nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng tình yêu ấy, để yêu thương luôn đầy ắp. Phần thưởng mà anh dành cho chị là tình yêu trọn vẹn, tùy chung như nhất.
Ngôi nhà của anh chị luôn đầy ắp tiếng cười của cháu con, của anh em bạn bè, đầy ắp tiếng thơ. Và cho đến hôm nay, khi đã ở tuổi 73, chị đã cho chúng ta được thưởng thức một bài thơ tình vô cùng lãng mạn. Lãng mạn như cái tình của chị vậy. Có một điều làm em rất lạ, khi nghĩ về anh, gian khổ cứ vơi dần. Minh chứng cho một tình yêu không có tuổi, có lẽ lời chúc hạnh phúc của em sẽ quá thừa, phải không chị yêu? Còn một điều nữa xin được tiết lộ cùng chị, là em đã viết bài này cho ngày quốc tế hạnh phúc, nhưng rồi em thiết nghĩ với chị 365 ngày trong năm, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc, và đến hôm nay mới gửi chị bài viết này như một món quà cho cả 365 ngày trong năm chị nhé. Cái tinh thần của chị trong bài thơ xin được gửi đến tất cả mọi người, cầu cho chị em phụ nữ ai cũng có được hạnh phúc như chị. Em xin gửi đến anh chị lời chúc sức khỏe, bình an, cùng nắm tay nhau trên con đường hạnh phúc mà anh chị đã đi qua. Một cặp đôi hạnh phúc nhất làng quê mà em vô cùng ngưỡng mộ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn luôn bình an, hạnh phúc, luôn mỉm cười với những điều thật dược của riêng mình. Và sau đây xin trân trọng giới thiệu với các bạn bài thơ Có một điều làm em rất lạ, khi nghĩ về anh gian khổ cứ vơi dần. Có những ngày ôm ấp gọi nhớ thương, một khoảng trời riêng thu vàng nắng đẹp. Điều mong muốn cứ chập chờn theo dệt, làm trong tâm ra diết đoạn tơ tình. Em gom bao nỗi nhớ chuyện đôi mình, rất sâu lắng mà bóng hình hòa quyện. Là buổi ấy cứ đến nơi hò hẹn, khi áp gần bẽn lẽn mãi nụ hôn. Nghĩ càng mong đôi đứa được chung đường, về với nhau mộng hường ta chia sẻ. Anh nâng niu đóa hoa hồng diễm lệ, gian lao nào có thể cách xa nhau. Khổ cực gì cũng vượt được qua mau, cứ thủy chung với tình sâu nghiêng nặng, với đi mọi bóp chết trong cuộc sống, dần an hòa, hạnh phúc thắm tình.